chào anh em, chào mừng anh em trở lại kênh channel của Tân Nhật Đức. Đây, hôm nay mình đây cảnh báo lắp cho con trai xe Terra. Con này là Terra 230 các bác nhá. Đó, con riêng Terra 230 thì nó rất là nhỏ. Đây các bác này, nó rất là nhỏ. Nó nhỏ bé tí à. Nó chưa đầy bằng một gang tay của anh em mình, vì nó cái tầm nhìn nó rất là khuất. Đây thì mình đang lắp cho anh ý tất cảnh toàn bộ 4 cái gương mới luôn. Các bác nhìn thấy gương mới này. Đó, mình lắp gương này là gương của xe Đông Khen. Đó, thì nó sẽ lắp vừa cái trụ của Terra 230. Đấy, rất đơn giản luôn. Đây, chúng mình lắp cái đôi gương này, các bác thấy không? Chúng ta sẽ đẩy kịch cái này lên trên này. Đó, nó còn khá là kịch luôn. Đó, đẩy được kịch lên này lên này. Ai gọi anh Trung, giờ gọi ông Trung, tao gọi anh Bạc rồi, sắp mừng thọ ở nơi rồi. Anh sắp mừng thọ rồi, gọi anh Trung. Bỏ đây là không bỏ phải cho vào, cho vào. Bỏ đây là. Tháo anh ra, tháo đi. Đó, đây mình đang lắp cho bác gì về đôi gương mới nhá. Tháo vào đi. Đó, đó về đôi gương mới đây. Thì xe Terra này nó rất là to, mà cái gương của nó rất là nhỏ. Đấy, thành ra anh em có thể là lắp thay cái đôi gương to này của thằng Đông Phen vào thì chuẩn nhất bài luôn. Không bỏ căn này ra được không? Bỏ căn này ra lấy căn khác. Đây mình đang lắp cho bác nha. Cái căn này thì nhiều khi nó cốt này hơi to này, anh em căn cái cao su vào ấy, để cho nó vừa. Cốt này nó bé quá, mà cái cốt của cửa gương hơi to, anh em căn cái cao su vào. Quên, chú bảo lấy cao su kia đầy mà. Anh ơi, trời gần mưa mòn hết rồi. Trời gần mưa này có ra được đâu anh. Anh thay cho khác đi. Vâng, đấy vì em nhìn thấy của anh nó gần như là không có vết gì vào kính luôn rồi. Mấy cả, anh thay cái trời gần mưa xương cứng ấy, nó bền hơn. Đây này, ngày rách hết rồi anh này. Đây, trời gần mưa của anh rách hết rồi, mùn mùn hết luôn đấy. Xe này chắc là vẫn ngoài nắng nhiều. Xe anh để ngoài nắng nhiều à, đúng không? Để ngoài nắng nhiều đấy. Em bảo sao sờ vào gần mưa còn mùn luôn này. Sợ luôn. Đấy, mình lắp cho mình này nha. Cái gương nha, đấy các bác chỉ là căn cắt cái cao su một tí tí thôi. Cho nó gọi là đẩy lên kịch thôi. Đẩy đẩy cao su một tí xong. Ok. Đó, nghe thấy không? Rất đơn giản luôn nhá. Đấy. Vì cái xe Terra 230 này thùng bệ rất là to luôn, nó còn to hơn cả Honda 165 ấy, mà nhiều khi mà anh em mà để như kiểu như là nó gương kia bé quá, nhìn nó khuất, gương kia nó bé tí anh nhờ, nhờ nó khuất nó nhìn thấy gì đâu anh. Này nhìn nó thoáng rồi. Tại hôm trước thay cho cái to cái nhìn nó thích hơn, hôm nay phải bắt mua đúng cái như thế. Ok cho anh em rất đơn giản nha. Rồi xong đó, em lắp cái gương bé ở đây dưới là xôi nhá. Đấy, mình sẽ thay anh đôi gạt mưa này các bác này. Đấy, đôi gạt mưa của bác, xe bác để ngoài trời nó lắng quá hay sao ấy, nó bị ải hết rồi. Đấy, mình sẽ lấy các bác đôi gạt mưa mới, mình sẽ thay cho anh trai đôi gạt mưa mới luôn nhá. Hàng nói chung là hàng này thì là dùng đẹp các bác nhé, hàng này dùng được, hàng này thì nó là hàng của Trung Quốc làm. Đấy, hộp nhất thì có mấy gái anh có đen thì bơm tay cho anh trai. Cái này à? Vâng, bơm tay rồi. Chuẩn của anh rồi. Không có. Đây, bơm tay cho bác đôi gạt mưa xịn thôi nha. Xịn. Nói là xịn thôi nhưng mà toàn này tất cả đều của Trung Quốc làm các bác nhá. Nhưng mà cái lưỡi này nó làm theo tiêu chuẩn của Nhật. Lưỡi này này. Đấy, Trung Quốc làm theo tiêu chuẩn Nhật gạt nó cũng ok. Đấy, xe của anh ấy để ngoài trời nó hơi bẩn quá. Đó, hai cái gương này các bác nhá, xong nhá. Đôi gương Terra này cho bác nhìn toàn cảnh xe Terra. Nó sẽ cân đối với xe hơn rất là nhiều luôn. Đấy, xe này của anh rất là to. Trước đấy thì cái gương kia là bé tí á. Đó, nó bé tí á. Anh em thấy không? Rất đơn giản luôn. Ok, đấy, hôm nay chủ yếu là khoe với các bác là xử lý cho bác cái bài toán gương bé thôi. Anh cất lấy gương xe đi cho. Anh cất đi anh ạ, để sơ cua. Mai kia dùng, đúng rồi, có vỡ thì mình thay thôi. Em có con ghi vào đơn không anh nhỉ? Hả? Có con ghi vào đơn không anh? Ừ, cần. Dạ, của anh là có em thường thôi, có 1400.
cộng với gần 10 trăm cá 830. Anh có thích mấy cái đấy không? Cái này bao tiền bộ này? Cái đấy 300 một chiếc anh ơi. Có tem bằng Hyundai này bằng. Thank you anh, thank you anh. Em cảm ơn anh nhá. Thank you anh nhiều. Sau cái điện thoại của em. Cậu có mua gì lại vào? Vâng ạ, em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Tera đó. Đấy, anh em nào còn muốn độ gương Tera thì qua ủng hộ mình nhá. Mình còn rất là nhiều gương luôn. Nhà mình nhiều gương sẽ tả lắm. Đối với anh em ủng hộ theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Ví như là 02438616426. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Đến video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you anh. Em cảm ơn anh nhá. Thank you anh nhiều. Sau cái điện thoại của em. Cậu có mua gì lại vào? Vâng ạ, em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Tera đó. Đấy, anh em nào còn muốn độ gương Tera thì qua ủng hộ mình nhá. Mình còn rất là nhiều gương luôn. Nhà mình nhiều gương sẽ tả lắm. Đối với anh em ủng hộ theo số điện thoại là 0978823 và 0978823038. Ví như là 02438616426. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Đến video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.